chứng minh 1 nhân 2 cộng 2 nhân 3 cộng 3 nhân 4 cộng chấm 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 cộng n nhân n cộng 1 bằng 1 phần 3 nhân n cộng 1 nhân n cộng cộng 2. Thì là đặt cái vế bên trái nha các bạn. Cái vế bên trái nè là A. Đó, 1 nhân 2 cộng 2 nhân 3 cộng 3 nhân 4 cộng chấm 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 cộng n nhân n cộng 1. Sau đó là nhân 3 hai vế. Đó, vậy mình sẽ ra là gì ạ? 1 nhân 2 nhân 3 cộng 2 nhân 3 nhân 3 cộng 3 nhân 4 nhân nhân 3 cộng chấm 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 cộng n nhân n cộng 1 nhân nhân 3. Sau đó là phân tích cái số 3 mới vừa phân phối vào đó các bạn. Phân tích nha, sẽ là 1 nhân 2 nhân 3 viết lại nè, cộng 2 nhân 3. Đây là phân tích là 4 trừ cho 1. Được chưa ạ? 3 này phân tích là 4 trừ cho 1. Tiếp tục 3 nhân 4. 3 này là phân tích là 5 nè. 5 trừ 2. Tiếp tục hành trình như vậy ta sẽ có gì ạ? Cộng n trừ 1 nhân cho đây cộng 1 giúp lại. Vậy là n cộng 1 trừ cho n trừ 2. Đó, cẩn thận chỗ này nha. Các bạn dễ bị sai chỗ này nè. Các bạn không có kỹ năng là các bạn bị sai chỗ này nha. Đó. Được chưa? Rồi tiếp tục hành trình thì ta sẽ phân phối vào nè. Thì ở đây các bạn nhớ ra 1 nhân 2 nhân 3 cộng phân phối cái này vào. Vậy là 2 nhân 3 nhân 4 trừ 1 nhân 2 nhân 3 cộng phân phối vào 3 nhân 4 nhân 5 trừ 2 nhân 3 nhân 4 cộng chấm 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 cộng chấm 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 cộng n nhân n trừ 1 nhân n cộng 1 trừ cho n nhân n trừ 1 nhân cho n trừ 2. Sau đó các bạn nhìn kỹ năng rút gọn nè. Đây nè, rút đây nè, đây nè, rút đây nè. Được chưa? Vậy mình sẽ đoán coi nó sẽ ra bao nhiêu à. Đoán giúp lợi nha. Coi coi mình bị sai chỗ nào các bạn. A ở đây cộng cộng 1 nha các bạn. Đây nè, mình sai chỗ này nè. Ở đây là cộng cộng 1. Cộng nha, ở đây cộng nha các bạn. Xin lỗi các bạn bị sai chỗ này nha. Cộng nha, cẩn thận. Vậy ở đây mình sẽ ra là n cộng cộng 2 nè. Đó, và trừ n trừ trừ 1. Đó, cẩn thận nha, đừng để bị sai các bạn. Đây là cộng 2 nè. Đây là n cộng 1 và trừ cho 1. Đó, cẩn thận. Đừng để bị sai số, sai dấu, sai số nha các bạn. Rồi các bạn rút gọn nè. Vậy mình sẽ còn là gì ạ? À? N nhân n cộng 1 nhân n cộng cộng 2. Vậy từ đó suy ra 3a bằng n nhân n cộng 1 nhân n cộng cộng 2. 3 nhân nè, chuyển qua thành chia vậy a bằng 1 phần 3 nhân n n cộng 1 nhân n cộng cộng 2. Đều phải chứng minh.